và các quý đồng nghiệp. Hôm nay em xin báo cáo đánh giá kết quả điều trị nhân lành tính tuyến giáp có triệu chứng bằng phương pháp đốt sóng cao tần được thực hiện tại trung tâm điện quang của bệnh viện Bạch Mai. Chúng như chúng ta đã biết thì biếu nhân tuyến giáp là một bệnh rất phổ biến, chiếm từ 4 đến 67% dân số, phần lớn là lành tính, không có triệu chứng và không cần điều trị. Tuy nhiên, có chỉ định điều trị đối với những nhân tuyến giáp có triệu chứng lâm sàng. Các phương pháp điều trị thì bao gồm nội khoa, phẫu thuật và gần đây là phương pháp đốt sóng cao tần. Đây là phương pháp tiêu hủy khối u tại chỗ tuyến giáp, được thực hiện lần đầu tiên vào tháng 6 năm 2002 bởi giáo sư Beck người Hàn Quốc. Nhưng sau đó có nhiều nghiên cứu và được triển khai trên nhiều quốc gia với ưu điểm là ít xâm lấn, thời gian nằm viện ngắn, an toàn, không để lại sẹo mổ. Tại bệnh viện Bạch Mai thì chúng tôi bắt đầu áp dụng phương pháp đốt sóng cao tần điều trị nhân lành tính tuyến giáp từ năm 2016. Bài báo cáo này với ba mục tiêu là: mục thứ nhất là mô tả đặc điểm lâm sàng siêu âm nhân lành tính tuyến giáp có triệu chứng; thứ hai là nghiên cứu kết quả điều trị nhân lành tính tuyến giáp có triệu chứng bằng phương pháp đốt sóng cao tần; thứ ba là nhận xét kỹ thuật đốt sóng cao tần nhân lành tính tuyến giáp có triệu chứng. Về giải phẫu tuyến giáp thì như chúng ta đã biết là tuyến giáp là tuyến nội tiết nằm ở vùng cổ trước, có liên quan mật thiết với khí quản và thực quản. Bên ngoài của tuyến giáp là máng máng cảnh hai bên và có dây thần kinh thanh quản quạt ngược liên quan mật thiết với tuyến giáp. Nhân tuyến giáp thì khoảng 10% tự thoái triển, nó sẽ giữ ổn định khoảng 30%, còn lại là biếu giáp sẽ tăng thể tích, gây một số biến chứng như biến chứng cơ học như là biến dạng cổ, chèn ép khí quản, thực quản, mạch máu, thần kinh, và biến chứng tại nhân như là chảy máu, viêm cấp, bán cấp, nhân độc, ung thư hóa. Về lâm sàng thì chúng ta có thể gặp bệnh nhân có triệu chứng cơ năng như tức nghẹn, khó nuốt, khàn tiếng, khó thở. Và về thực thể thì chúng ta sẽ khám phân độ to của nhân tuyến giáp theo WHO từ độ 0 đến độ 4 là biến dạng cổ. Về xét nghiệm thì là các xét nghiệm hormone tuyến giáp như TSH, FT4, FT3. Về siêu âm thì sử dụng đầu dò nông tần số từ 7,5 đến 13 MHz. Sau đó sẽ tiến hành phân độ TIRAS của nhân tuyến giáp. Chúng ta có thể kết hợp với tra hút tế bào để chẩn đoán nhân tuyến giáp. Về điều trị thì có điều trị nội khoa. Phương pháp này thực tế hiện tại thì vẫn còn hiệu quả thấp và có nhiều biến chứng. Phương pháp phẫu thuật cắt bỏ thì là một phương pháp điều trị tiệt căn, tuy nhiên lại có nguy cơ tai biến. Ngày nay thì các bác sĩ bắt đầu sử dụng các phương pháp điều trị phá hủy tại chỗ khối u, bao gồm tiêm cồn tuyệt đối, laser và đốt sóng cao tần. Đốt sóng cao tần là phương pháp sử dụng dòng dòng điện xoay chiều có tần số từ 200 đến 1.200 MHz, làm dao động các cái phân tử nước ở xung quanh của đầu điện cực, gây phá hủy, tăng nhiệt độ để gây đông đặc protein và phá hủy khối u ở xung quanh cái điện cực. Phương pháp này thì được chỉ định cho những cái nhân lành tính tuyến giáp siêu âm TIRAS 2, 3 và có ít nhất 2 kết quả tế bào học lành tính, được sử dụng đối với những khối u có kích thước lớn hơn 1,5 cm và có triệu chứng lâm sàng như là triệu chứng cơ năng như khó nuốt, nuốt vướng, đau vùng cổ, loạn cảm họng và các vấn đề thẩm mỹ. Về các nghiên cứu trong và ngoài nước thì nghiên cứu đầu tiên được thực hiện bởi năm 2002 bởi giáo sư Beck của Hàn Quốc trên 15 bệnh nhân với 15 nhân, thời gian theo dõi là 6,43 tháng, với kết quả là điểm triệu chứng giảm từ 3,33 xuống còn 1 điểm, điểm thẩm mỹ giảm từ 3,6 xuống còn 1,35 điểm và cái thể tích khối u giảm 84,6%. Từ năm 2002 đến nay thì giáo sư Beck đã tiến hành hơn 21 nghiên cứu trên 1.503 nhân, thời gian theo dõi là 11,9 tháng và có cái tỷ lệ giảm thể tích của khối u là khoảng 80%. Về biến chứng của phương pháp đốt sóng cao tần nhân lành tính tuyến giáp thì vào khoảng 2,11%, trong đó thì biến chứng nặng chiếm khoảng 1,27%, biến chứng nhẹ thì chiếm khoảng 7,95%. Hiện nay thì phương pháp đốt sóng cao tần đã được nghiên cứu để điều trị nhân độc, nhân ung thư tái phát,
và nhân ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm. Tại Việt Nam thì vào tháng 9 năm 2019 thì Nguyễn Lan Vương tại phố Hồ Chí Minh cũng có một bài báo cáo điều trị 251 nhân, thời gian theo dõi là 12 tháng và tỷ lệ giảm thể tích của nhân tuyến giáp là 81%. Về đối tượng và phương pháp nghiên cứu của nghiên cứu này thì chúng tôi lựa chọn những bệnh nhân có nhân lành tính tuyến giáp có triệu chứng và được điều trị bằng RFA tại trung tâm điện quang bệnh viện Bạch Mai. Thời gian nghiên cứu từ tháng 12 năm 2016 đến tháng 3 năm 2019. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân là bệnh nhân có triệu chứng cơ năng hoặc các vấn đề thẩm mỹ, có xét nghiệm hormone tuyến giáp thì bình thường, siêu âm thì phân loại tiras 2, 3, có phần đặc lớn hơn 50% và kích thước lớn hơn 1,5 cm. Bệnh nhân phải có ít nhất 2 lần xét nghiệm tế bào học lành tính, được tái khám đầy đủ theo lịch và bệnh nhân từ chối phẫu thuật. Tiêu chuẩn loại trừ hiện nay thì chúng tôi chỉ lựa chọn những bệnh nhân có nhân tuyến giáp lành tính, nên những tổn thương ác tính, tổn thương chưa xác định thì sẽ không được lựa chọn để điều trị nhân lành tính tuyến giáp này. Bệnh nhân có tình trạng cường giáp và tình trạng tiền sử tia xạ vùng cổ, tình trạng toàn thân nặng và bệnh nhân không tái khám đầy đủ. Về nghiên cứu thì là tiến cứu mô tả can thiệp theo dõi dọc so sánh trước sau và không có nhóm chứng. Cỡ mẫu thận tiện chúng tôi lấy được 223 bệnh nhân với 242 nhân. Phương tiện kỹ thuật là máy đốt sóng cao tần và kim đốt thì có kim 5, kim 7 và kim 10 mm. Về kỹ thuật RFA thì đầu tiên là sát trùng phủ toan vô trùng vùng can thiệp, sau đó gây tê bằng lidocaine 1% vào khoang quanh tuyến giáp, tiến hành chọc kim điện cực theo 3 nguyên tắc. Thứ nhất là tiếp cận qua eo, thứ hai là di chuyển kim đốt và thứ ba là sử dụng siêu âm dẫn đường. Đây là bước lắp cách và gây tê khoang quanh tuyến giáp bằng lidocaine. Sau đó tiếp cận qua eo đến nhân tuyến giáp và cuối cùng đốt tuyến giáp theo từng vùng dưới hướng dẫn của siêu âm. Về kết quả thì nghiên cứu của chúng tôi có độ tuổi chủ yếu là từ 40 cho đến 59 tuổi, chiếm 67,9%. Giới thì là giới nữ chiếm 75%. Thời gian bị bệnh thì chủ yếu là lớn hơn 12 tháng, chiếm 52,6%. Về triệu chứng cơ năng thì bệnh nhân vào viện với chủ yếu là cảm giác tức nặng ở vùng cổ, cổ to lên, chiếm 67,1%. Sau đó là bệnh nhân đến với triệu chứng nuốt nghẹn, nuốt vướng, khó thở là chiếm 28,6%. Chỉ có 4,3% là bệnh nhân đến là không có triệu chứng về cơ năng nhưng lại có triệu chứng về thẩm mỹ. Về điểm triệu chứng thì chủ yếu gặp là điểm triệu chứng trung bình từ 5 đến 6 điểm, chiếm 58,7%. Về độ thẩm mỹ thì chủ yếu bệnh nhân đến với khối lồi cổ độ 3, chiếm 69,3%. Vị trí của nhân thì 60,7% là ở vị trí thùy phải. Thể tích nhân thì khoảng 77% là thể tích nhân từ 5 đến 20 ml. Thể tích trung bình là 11,8 ml. Kích thước nhân thì kích thước nhân trung bình là 38,4 mm. Về mức độ tăng sinh mạch thì chủ yếu là bệnh nhân có tăng sinh mạch độ 3 chiếm 58%. Và về tính chất nhân thì chủ yếu là nhân đặc chiếm 54%, 36% là hỗn hợp, nhân hỗn hợp và chỉ có 10% là nhân dạng nang. Nhân dạng nang này thì sẽ có tỷ lệ phần đặc chiếm hơn 50% thể tích. Về điểm thẩm mỹ và điểm triệu chứng sau điều trị theo thời gian thì điểm triệu chứng thì giảm từ 5,8 xuống còn 1 điểm và điểm thẩm mỹ giảm từ 2,7 xuống còn 0,6 điểm qua thời gian theo dõi 12 tháng với khác biệt có ý nghĩa thống kê. Về
Tỷ lệ điều trị thành công theo thời gian thì tỷ lệ điều trị thành công theo thời gian khác biệt có ý nghĩa thống kê từ sau 1 tháng là 43,8% đến sau 12 tháng tháng là 92,1%. Tỷ lệ điều trị thành công được định nghĩa là khối u giảm thể tích lớn hơn 50%. Tỷ lệ giảm thể tích này thì từ 1 tháng, 3 tháng đến 12 tháng tỷ lệ lần lượt là 44%, 68% và 90%, và khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa nhân đặc, nhân hỗn hợp và nhân dạng nang. Về độ tăng sinh mạch sau điều trị theo thời gian thì trước điều trị 57,9% là tăng sinh mạch độ 3, thì sau điều trị 12 tháng thì chủ yếu là không tăng sinh mạch hoặc tăng sinh mạch độ 1, chiếm 90 trên 95%. Về mức giảm thể tích thì đối với mức giảm thể tích theo thể liên quan đến thể tích ban đầu thì khác biệt có ý nghĩa thống kê với tỷ lệ giảm thể tích sẽ điều trị thành công trên 90% đối với những cái nhân mà thể tích nhỏ hơn 20 ml, còn đối với những nhân kích thước lớn thể tích lớn hơn 20 ml thì tỷ lệ điều trị thành công chỉ có 86%. Khác biệt này có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ điều trị thành công và mức độ tăng sinh mạch thì đối với những khối u mà tăng sinh mạch độ 3 thì tỷ lệ điều trị thành công chỉ 90%, còn những khối u mà độ tăng sinh mạch dưới độ 3 thì tỷ lệ điều trị thành công lên đến 95%. Khác biệt này có ý nghĩa thống kê. Đối với tính chất của nhân là nhân đặc, nhân hỗn hợp và nhân dạng nang thì tỷ lệ điều trị thành công là khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Về số lần về đặc điểm kỹ thuật thì về số lần đốt sóng cao tần thì nghiên cứu này của chúng tôi thực hiện tối đa là 3 lần trên chỉ chiếm 0,4%, còn chủ yếu là đốt sóng cao tần 1 lần chiếm 89,7% và trung bình là 1,1 lần. Số lần này thì khác biệt dựa vào kích thước của khối u, thể tích của khối u và mức độ tăng sinh mạch. Trong đó thì những khối u kích thước nhỏ thể tích khoảng 32,5% thì sẽ đốt sóng 1 lần, thể tích khoảng 10,8% và mức độ tăng sinh mạch khoảng độ 2 sẽ phải sử dụng phải tăng số lần đốt sóng lên khi mà khối u kích thước lớn hơn khoảng 45%, khoảng 45 mm và thể tích thì khoảng 20 ml thì bắt đầu phải đốt sóng lần thứ 2, và chúng tôi chỉ đốt sóng một lần bệnh nhân duy nhất 3 lần khi kích thước của nhân là 71 mm và thể tích là 59 ml. Khối u này cũng có tăng sinh mạch độ 3. Về kim đốt thì chúng tôi sử dụng kim 5, kim 7 và kim 10, trong đó chủ yếu là kim 7 mm với tỷ lệ là 56,6%, kim 5 là 15,6% và kim 10 là 18,8%. Lựa chọn kim đốt này thì phụ thuộc vào kích thước của khối u. Những khối u có kích thước khoảng 30 mm thì sử dụng kim 5, khoảng 40 mm thì sử dụng kim 7, và đối với những khối u thể tích lớn thì phải sử dụng kim 10 kích thước lớn. Việc lựa chọn kim này không liên quan tới mức độ tăng sinh mạch và không ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công và mức giảm thể tích của khối u. Về mức năng lượng đốt sóng thì chúng tôi sử dụng chủ yếu là mức năng lượng 30 đến 50W, chiếm 78,1%. Năng lượng đốt sóng này thì phụ thuộc hoàn toàn vào cái độ đáp ứng của cái nhân tuyến giáp đối với cả mức năng lượng, không phụ thuộc vào thể tích, mức độ tăng sinh mạch và không gây ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công và mức giảm thể tích của khối u. Về thời gian đốt sóng thì thời gian đốt sóng chung
thời gian đốt sóng trung bình là khoảng 9,43 phút, và thời gian này thì chủ yếu khác biệt dựa vào thể tích của nhân. Nhân càng lớn thì thời gian đốt sóng càng lâu, và tính chất của nhân là nhân đặc thì đốt sóng sẽ lâu hơn là nhân hỗn hợp và nhân dạng nang. Nhưng thời gian đốt sóng này thì không ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công, tỷ lệ thành công điều trị nhân, và không ảnh hưởng bởi cái kim đốt. Về tác dụng phụ và tai biến thì mức độ đau thì chủ yếu bệnh nhân trên 97% là không đau hoặc là đau nhẹ. Biến chứng thì chủ yếu 97,8% là không có biến chứng. Chảy máu thì gặp ở 34 bệnh nhân, chiếm 15,2%. Về kết luận thì về đặc điểm lâm sàng siêu âm của nhân lành tính tuyến giáp, độ tuổi thường gặp nhất là độ tuổi trung bình là 48,6%, gặp ở nhóm tuổi từ 40 đến 59 tuổi, chiếm khoảng 67,9%, và tỷ lệ nữ trên nam là 3 trên 1. Thời gian bị bệnh là lớn hơn 12 tháng, chiếm 52,6%. Triệu chứng cơ năng là chủ yếu là triệu chứng tức nhẹ ở vùng cổ, chiếm 67,1%. Triệu chứng thẩm mỹ thì chiếm 98,2%. Nhân ở thùy phải thì chiếm 66,1%. Về thể tích nhân trung bình là 11,8%, trong đó thể tích nhân từ 5 đến 20 ml thì chiếm 77%, 77,2%. Tỷ lệ nhân đặc là 54%, nhân hỗn hợp là 36%, và chỉ có 10% là nhân dạng nang. Mức độ tăng sinh mạch thì 83,5% là độ 2 và độ 3. Về kết quả điều trị thì triệu chứng cơ năng giảm từ 95,7% xuống 12,1%, triệu chứng thẩm mỹ giảm từ 98,2% xuống còn 17,8%, thể tích trung bình giảm từ 11,8 ml xuống còn 1,2 ml, và tỷ lệ giảm thể tích trung bình là 89%, giảm thể tích trung bình theo thời gian 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, lần lượt là 43,8%, 67,7%, 86,1% và 92,1%. Tỷ lệ điều trị thành công là 97,5%, giảm mức độ tăng sinh mạch từ 2,3 xuống còn 0,7. Yếu tố làm giảm tỷ lệ thành công của phương pháp đốt sóng cao tần nhân lành tính, thứ nhất là nhân đặc, thứ hai là nhân thể tích lớn, lớn hơn 20 ml và có tăng sinh mạch độ 3. Các biến chứng thường gặp, thứ nhất là biến chứng chảy máu chiếm 15,2%, khàn tiếng thoáng qua chiếm 2,3%, và loạn cảm họng chiếm 2,7%. Chủ yếu gặp tai biến đau nhẹ khi bệnh nhân thực hiện phương pháp đốt sóng cao tần. Về nhận xét kỹ thuật, số lần đốt sóng chủ yếu là một lần, chiếm 89,7%. Số lần này tăng khi nhân kích thước lớn. Kim đốt thì chủ yếu dùng kim 7, chiếm 65,6%. Kim 10 thì sử dụng khi nhân lớn, thể tích lớn hơn 20 ml, và kim 5 ml thì sử dụng khi nhân nhỏ, nhỏ hơn 5 ml. Mức năng lượng là 30 đến 50W, chiếm 78,1%. Tăng mức năng lượng khi nhân đặc và kích thước lớn. Thời gian trung bình là 9,4 phút, tăng khi nhân đặc và nhân có kích thước lớn. Lóc tách bao giáp bằng lidocaine thì có thể gây tác động lên dây thanh quản vật ngược. Về kiến nghị, đây là phương pháp xâm nhập tối thiểu, dễ thực hiện, ít biến chứng, nên được chỉ định điều trị nhân lành tính tuyến giáp có triệu chứng, đặc biệt là những nhân tái phát hoặc những bệnh nhân không phẫu thuật được hay là từ chối phẫu thuật. Và chúng tôi kiến nghị là sẽ nghiên cứu thêm trong vòng khoảng thời gian dài hơn, như là 2 năm, 5 năm, để đánh giá tỷ lệ và đánh giá thời gian biến mất nhân, thời gian tái phát nhân, và so sánh đốt sóng cao tần với phẫu thuật hoặc là điều trị nội khoa. Đây là một số ca lâm sàng bệnh nhân nữ vào viện vì khối nồi cổ độ 4. Thể tích sau 1 năm thì bệnh nhân không còn lồi cổ, và thể tích giảm khối u là 85,6%. Bệnh nhân khác giảm thể tích là 88,5% sau 12 tháng. Đây là bệnh nhân có khối u tuyến giáp dạng nang. Và một bệnh nhân nữ thì
tỷ lệ giảm thể tích là 85,3%. Khối lồi cổ độ 4 nay chỉ còn một lồi cổ độ 1. Bài báo cáo của em đến đây là hết. Xin trân trọng cảm ơn.